Hello, Quốc Hùng ơi, xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Đấy. Thì trước mắt tất cả bác là một cái bộ loa khủng long của hãng JBL nha bác nha. Thì em về thì cũng cách đây khoảng gần tuần rồi nha, mà chưa có thời gian mà quay video cho các bác. Tại vì hàng nó về nhiều quá rồi, mấy đồ này thì nó quá bự quá to rồi. Vừa vệ sinh xong thì cũng quay giới thiệu cho tất cả bác về cái cặp JBL này. Thì về được là hai cặp, thì mới vệ sinh được một cặp nha bác nhé. Thì đôi JBL này thì nó có model là sub là 4639 và bộ kèn là 3632 nha bác nhé. 3632 là bộ trung, còn cái chép là chép riêng nha bác. Đây đấy. Nói bộ lò gọi là em đứng từ xa mới quay hết được cái bộ lò này nha bác nha. Đấy, lại gần thì quay nó không hết. Cái kích thước của nó rất là to và cao nha bác. Đấy. Và cái bộ này gọi là cực kỳ là khủng long. Nó sở hữu là một bát sấp đôi 40. Đấy. Sấp đôi 40 nha bác nha. Và hai trung và một chép kèn. Đây, em sẽ lại gần quay cho các bác xem tiếng lò này. Tiếng lò là bên em về thì các bác thấy là nó còn mới keo sơ ben và rất là đẹp luôn. Đấy. Cực kỳ là đẹp nha. Bát 40 nha bác. Đấy. Quá đẹp luôn. Hai lỗ thông hơi. Bát này thì đánh tiếng rất là mềm, rất là sâu luôn. Đó, đây là hai trung, hai quả trung nha, trung nó là trung 16 nha bác, trung 16 cm và một chép kèn nha. Đó, em sẽ đo kích thước nó cho các bác xem này. Đó, 1 này, 2, 3, 4, 80. Đấy, kích thước chiều rộng nó cũng một cái thùng nó là 80 cm. Đấy, quá khủng khiếp nha bác nha, nó rất là to và cao. Đấy, em sẽ quay ra để ngoài đằng sau về cái model của nó cho các bác xem này. Ngoài đằng sau đây nha bác nha, đây là ngoài đằng sau này. Ngoài sau này nó sẽ như thế này nha. Đấy, lò khủng long đây. Ngoài sau thì ta sẽ có là quả trung là JBL 3632 nha bác nhá. 3632. JBL 3632 này. Made in Chúa Đa nha, hàng Mỹ xịn nha bác nhá. Trên là chép 2418H-1 này. Made in Chúa Đa luôn nha, chép xịn nha bác. Đó, trong chép còn phía dưới bát súp. Dưới bát súp là 4639 nha. Đấy, 4639. Mình nhìn vừa ra. Đấy, tất cả là còn đẹp kẹt. Một vô. Ngồi được sâu cho bác. Quá chắc. Bộ gọi là cực kỳ là chắc. Bộ này thì các bác trưng bày rất là đẹp. Nhà nào, các bác nào mà có không gian rộng thì các bác lắp phòng trà, karaoke thì rất là hay luôn nha. Rồi đó, em quay sơ qua cái bộ loa JBL 4639 và 3632 để cho các bác tham khảo. Bộ này thì hiện tại bên em có giá là 55 triệu nha bác nha. 55 triệu, giá rất là tốt cho cả các bác để các bác sở hữu bộ nghe hay bày đẹp. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ cho Quốc Hùng số điện thoại là 0366 48707 hoặc là 0393104459 nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.